vào 6 giờ sáng thứ bảy và chủ nhật hàng tuần tại chợ nổi Cái Răng với sự tham gia của các nghệ sĩ nhà hát Tây Đô và nghệ nhân Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Cái Răng biểu diễn với những giai điệu bổng trầm của các bài bản được thức qua các tiết mục và đờn và ca sẽ phần nào giúp quý du khách cùng toàn thể bà con các bạn hiểu về loại hình nghệ thuật là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chương trình sẽ được diễn ra trong ít phút nữa. Chúng ta quý du khách cùng toàn thể bà con và các bạn cùng chúc quay nghe nó hát bài hay bài ha. Chúc thiếu mấy cả. Mới ra bữa nay đó, hồi bị dịch bệnh bây giờ mới ra bữa nay. Đây là bán. Ê, có một con chó nữa kìa. Đâu? Bán củ sắn để treo củ sắn. Đây, bán củ sắn hả? Bán gì vậy? Con chó xuống sông một cái chó bơi lắm luôn. Con chó. Hello. Hello. Cà phê kìa, cà phê kìa. Dạ, đợi tại đây bán cũng cạn á, chút nó bùng nhóc vậy. Nhóc gà nó bán chưa? Treo gà là bán gà đó. Không có treo mà. Nó bán mấy này, nó cũng bán chơi. Có bao nhiêu hấu nữa kìa. Hello. À, xin phát biểu cảm nghĩ gì Dung đi chơi chuyến đi kỳ này có vui không? Rất là vui. Rất là xóm núi của gì ở nằm đâu? Ly sữa đậu nành mới vừa trả giá xong. Đừng bỏ tay gạt tay nha con. Ca sáng sớm mà dạo này xe ế quá là sao tình.
Chấm 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 lấy tay nghe thì cái tay nghe. Chừng kẹt tay nghe. Rồi, bún riêu luôn, quá ngon luôn. À, nguyên cặp luôn. Đây là nguyên. Gì? Dung ơi, nguyên cặp của Dung luôn hả? Nó hợp với cái áo luôn nha. Đâu rồi, được cái này đử đâu rồi. Trái cây miền Tây luôn bà con cô bác ơi. Sao ăn sáng nãy bún riêu ngon hả?
Rồi kẹt kẹt tàu luôn, kẹt tàu luôn. Bán lẻ là phạm luật á. Thôi để con quay từ cho, quay Dũng cho. Sao? Sao thấy bắt tài lấy ghen sao? Để là con trai hơi bị buồn hả? Nhìn hai cô này giống hai chị em thiệt chứ. Giống thiệt chứ. Người thứ tư, người thứ sáu, hai người cộng lại bù. Đâu rồi, đừng có tài tử trốn đâu rồi. Cái hoài mà nó có lông nữa kìa. Đó. Rồi, vô luôn. Ngon không mà dạ ngon mà chua không thì phải giả chua chứ. Ta hỏi sao trả lời vậy đi.
mới lên là đã kết tình duyên rồi.